Theo lời yêu cầu của một số bạn trên YouTube yêu cầu tôi sau khi xem clip Shihonage thưa các bạn có biết rằng đòn khóa Kotegashi là một trong những đòn khóa của Aikido rất là dễ đánh và rất là hiệu quả. Không những nó hiệu quả trong Aikido mà nó còn là một cái đòn mà rất nhiều các môn phái khác, thậm chí các cơ quan như là police và các quân đội, họ thường mượn cái đòn khóa Kotegashi để mà đánh những đòn tước vũ khí. Trong phim ảnh cũng vậy, họ luôn luôn sử dụng những đòn khóa Kotegashi để làm phim Kotegashi. Do đó, điểm thứ hai các bạn chú ý là cách gạt tay. Bạn phải tập làm sao cách gạt tay cho nó lẹ, gạt trái và phải, chụp cho nó lẹ. Chụp càng lẹ thì bạn mới được. Bởi vì đòn Kotegashi nó rất là lợi hại. Khi các bạn đưa những cái tay chéo như vậy thì tay này gạt là tay này chụp. Người ta chống dao, bạn chỉ cần chúi hai tay hình chữ S chúi xuống thì bạn gỡ đánh được đòn Kotegashi rất là hoàn chỉnh và rất là an toàn. Cái nhịp đầu tiên là thì bạn phải làm sao gạt được và cái tay chém của người ta, đồng thời chụp ngay cổ tay người ta, là cái điểm mà các bạn phải nhớ kỹ. Đầu tiên của Kotegashi là bạn phải nhớ ngay đến bắt được cổ tay. Giống như Irimi Yanage thì các bạn có Irimi Yanage là nhập nội, thì đầu tiên các bạn đánh đòn Irimi là phải nhập nội được thì bạn mới đánh. Thì Kotegashi cũng vậy thôi, các bạn phải gạt được cái bàn tay, nắm được cái cổ tay thì đó mới là đòn, bắt đầu vô đòn. Và nắm như thế nào, bẻ như thế nào, tôi sẽ trình bày cho các bạn trên. Bất cứ một đòn thế nào trong Aikido, mỗi một đòn khóa hay một đòn ném đều nó có một cái ưu điểm và khuyết điểm. Khi các bạn tập đòn nào, bất cứ đòn nào, khóa nào, thì nó còn lệ thuộc vào Tori to lớn như thế nào và ok nhỏ con như thế nào mà để trình và đánh đòn Kotegashi cho chính xác. Is pull, push. Same rules as Kotemowashi. Try to get his little finger, middle finger up. One, two, because he wants to do that to you anyway once he feels this. One, two, right? Don't throw him to the outside. Right? Don't off balance. Just pull with your little finger. Press with the fork of your hand. And boom! He could really clean your clock from here. So you have to maintain control of this wrist from the from here. Kotegashi, like I talked before, is not a wrist lock out to the side like this. A lot of styles like Aikido, you'll see a big, huge wrist lock, which gives him a really pretty fall. It looks very impressive on camera. But in reality, it gives him a lot of opportunity to punch or to just knock my hands off and put me in Kotegashi myself. So instead, we keep our Kotegashis very small. And you'll see... trong phạm vi dầm cổ tay thôi, không thể nào qua ngoài cổ tay. Thành ra khi bóp cái này xuống, Kotegashi phải là vô cổ tay. Nhớ nha, Kotegashi là phải cổ tay. Ở đây, giữ đây, đó. Rồi đỏ nó xuống, đó. Nhớ nha, cái này là phải tán lên đó.
vừa xem một cái video clip của một cao thủ trẻ của người Nhật đánh cái đòn Shiorge rất là nhanh. Nhưng các bạn hãy chú ý kỹ, những động tác anh ta suy triển, xô diễn trong cái video clip của anh ta, nó hoàn toàn không thể nào áp dụng được ở ngoài thực tế. Bởi vì anh ta không phải là đang xin bebop, mà có thể nắm được, xây vòng tròn mà nắm được tay như vậy để mà bẻ. Cái đó là cái mà các bạn phải chú ý, nó không hiện thực. Đó là chỉ những dạng biểu diễn mà thôi. Còn thật sự ra ảnh đánh khi ảnh bẻ tay cũng vậy. Ảnh bẻ là cả nguyên một cánh tay hoặc nguyên một cánh tay, chứ không phải là bẻ ngay cổ tay. Mà tôi đã nói với các bạn là Kotegashi là mình phải bẻ vào cổ tay. Thì khi các bạn bẻ đúng cái góc độ của cổ tay thì không bao giờ ok té tới mức độ mà quăng cả được cả cái người bay đi được. Đó là cái điều mà tôi muốn nói trong cái video clip về Kotegashi. Cái điều mà tôi muốn nhắc các bạn là không nên té củi trong đồng Kotegashi nhiều quá khi bạn đang tập luyện. Bạn chỉ té khi nào bạn đi biểu diễn thì thôi. Chứ còn thật sự trong sân võ không cần phải té như vậy. Cái đó là cái xạo, cái ảo. Nếu bạn bẻ không đúng, bạn thi lên đai, bạn bẻ không chính xác cái đòn Kotegashi. Nếu là tôi chấm thi thì bạn quăng như vậy là tôi đánh rớt cái người ok lẫn cái người đánh. Vì anh không bẻ được đúng cái cổ tay. Mà tại sao người ok lại quăng đi? Là hai người cùng rớt đó các bạn. Đó là cái điểm chú ý mà các bạn phải để ý khi các bạn lên đai. Bạn đứng chấm thi, bạn cũng phải chấm ngay cái điểm đó. Kotegashi chụp tay một cái rồi, chụp được cái cổ tay người ta rồi là đánh bẻ xuống liền. Đó là cái mấu chốt của đòn Kotegashi. Không phải chụp tay một cái rồi bạn phải lắc qua vòng ten căng một vòng tới lui. Ok, nó không có chạy cho mình như trong cái clip các bạn thấy đâu. Vừa chụp tay nó một cái là phải bẻ nó liền. Bạn phải coi nó như là đạn băng, nó đang cầm vũ khí. Nó vừa chĩa vô là bạn chụp một cái là bạn bụp cái cổ tay nó lại liền, cho nó gãy liền. Đó mới là chính xác của đòn Kotegashi. Chứ không phải là chụp nó cái cổ tay rồi múa đang sinh vòng tròn mới quay chỉ ngược là bẻ, mà quay chỉ ngược lại nhiều lúc lại không bị bẻ rồi. Mà đã quay đang sinh vậy, quay quá tốc độ, nó quay là nó quýnh nó vô mặt, là có đó mà ba má nhìn không ra mình là ai. Nên các bạn phải chú ý, tập đòn là mình tập cái hiện thực, cái thực tế, để khi cái quá trình tập luyện mình càng ngày càng nhiều thì khi ra ngoài đời thực tế mình có thể áp dụng nó được. Còn nếu mình không tập chính xác trong phòng tập thì khi ra ngoài là mình là người nạn nhân đầu tiên trước khi ra đòn. Bạn đừng có nói với tôi rằng Aikido có thực tiễn là chống tự vệ được không? Cho tất các bạn, cái đòn Kotegashi này nó được sử dụng rộng rãi trong quân đội và trong cảnh sát, thì tất nhiên nó có một cái gì đó các bạn sử dụng được. Nhưng với điều kiện như thế nào mà bạn sử dụng nó? Phải bẻ đúng, bẻ chính xác và tập luyện rất nhiều thì bạn mới có cái nhạy cảm để mà ứng dụng. Bạn đừng có bao cần phải đi sưu tầm những cái video clip ở trên online hay là những gì. Bạn cứ đem nó vào trong sân tập của các bạn. Nếu bạn là những người đang đứng dậy và những người đang tập Aikido thì bạn cứ đem lên sân mà bạn tìm ra cái phương pháp
để giải quyết nó và đánh nhanh nó. Bạn có ok sẵn sàng để trả lời cho những cái thắc mắc của các bạn? Bạn cần gì mà phải đi lên trên clip kiếm người này người nọ sưu tầm những cái đó? Nó cũng chỉ là cái những cái clip mà nó đã được cô động lại, giống như tôi làm cho cái clip cho các bạn về cô Teresi thôi. Cho nên các bạn đừng có đứng núi này mà trong núi nọ. Cái hiện thực là lên sân có ok, có người tập, các bạn sẽ dễ dàng trả lời những điều thắc mắc của các bạn. Chính các bạn thắc mắc, đừng có nói với tôi là các bạn xem được clip này, xem được kiếp lên là bạn được học được nhiều điều lắm. Sai. Những gì tôi nói trong clip này, các bạn, đối với các bạn, nhiều khi bắt các bạn lên sân chưa chắc gì các bạn làm được. Bởi vì có nhiều người nó to con, hoặc là nhiều người nó đã biết cái thế của các bạn rồi, nó sẽ làm, nó sẽ gây cản trở các bạn. Nhất là những cái ông thầy mà ông sợ cái nói ảnh sai kỹ thuật đó nha, ảnh ưa tìm cách phá lợi, phá đòn của các bạn thì còn khó đánh hơn nữa. Trong Aikido rất nhiều thầy, mà nhiều thầy thì lắm ý. Ngoài mặt là anh em là giao hữu, giao lưu thì lúc. Nhưng mà khi đòn thế đó đánh ngược cái đòn thế của anh ta thì anh ta sẽ phản đối liền. Thành ra mình phải tìm ra một cái nguyên cách, cái đánh nào nó được nhiều sự đồng tình của nhiều người nhất. Và mình thấy nó hiệu quả nhất, đó là cái câu trả lời của các bạn. Cái điều tìm hiểu của các bạn. Không cần phải lên clip, lên coi clip này, coi cái clip kia, xem cái này video này để làm gì. Khi bạn xem xong rồi bạn quăng nó cũng vậy thôi. Tôi nhắc đi các lại, trước mắt các bạn là có sân tập, thì lên sân tập mà tập. Làm gì mà phải đi kiếm cái này kiếm cái kia để làm gì? Đứng núi này trong núi nọ. Aikido, cái đơn vị bạn đang tập, thì cứ việc tập như vậy đi. Làm gì phải lên trên tìm ra những cái gọi là cái chi nhánh, cái đạo đường, cái khác, tìm hiểu để làm gì? Trong khi kỹ thuật không có hoàn chỉnh, tìm hiểu thêm để làm gì? Tôi xin nhắc lại các bạn, học là phải biết mình cần cái gì. What you want to know, what you want to need. Phải biết mình học cái gì. Cái đòn khóa đó, cái đòn ném đó, nó ưu điểm chỗ nào và nó khuyết điểm chỗ nào. Ưu điểm là ở phần nào là các bạn phải biết. Khuyết điểm thì làm sao để tránh được cái khuyết điểm đó. Đó là cái điều để mà các bạn nên học. Chứ không phải là lên tập hợp nhau vô một cái website, một cái hội quán như vậy để mà nói chuyện bao đồng, để mà khoe cái này, khoe cái kia, để mà quảng cáo cái này, quảng cáo nọ. Cái đó là không có phải là tiêu chí của hội Aikido. Hội quán cái Aikido là giúp cho các bạn phân tích, tìm ra cái sai lầm này của trong Aikido, một số sai lầm này làm sao khắc phục, tìm ra cái phương pháp để khắc phục, tìm ra cái cách đánh nào hay hơn để giải quyết đòn một cách nhẹ nhàng, không có mệt nhọc. Và đúng với tinh thần Aikido là không có đối kháng. Gần đây tôi nghe có một số bạn nói Atami lúc nào là số 1. Tất nhiên là Atami là số 1 rồi. Bởi vì bạn vừa nhập đội để cái bụng cái vô mặt là xong luôn rồi, còn gì nữa mà phải. Bạn làm được điều đó là kể như là bạn không cần phải đánh, coi như là bạn đã sức một chiêu là chết được thủ rồi. Cần gì mà phải mà là phản đối cái điều bạn nói. Tôi đồng ý ngay tức khắc. Vì Atami, bạn vô được đoàn Atami rồi thì không còn ai là thắng nổi bạn. Bạn vô nó vừa chém vô để cái bọc vô mặt rồi. Giống như cái thằng Steven mà nói nó hay quá, bị sao nó hay quá, tại vì nó vừa đánh xong cái nó bụng cái vô mặt là người ta té rồi. Một đoàn tăng chinh ảnh vô mặt cái là thấy tá quả rồi, đâu có phải như Aikido mà chỉ vô cái té rồi đứng lên.
Nếu chỉa đúng cái chỉa thật cái đây đây cái như là nó nằm rồi. Tôi không phủ nhận Atami là một cái hay nhất. Nhưng mà bạn đã đang học đòn khóa, bạn học đòn ném của Aikido, bạn chưa hoàn chỉnh được kỹ thuật của nó mà cứ tối ngày lo nghĩ cái thằng Atami. Rồi ra ngoài đường chưa kịp nghĩ Atami thì cứ nghĩ Atami, nhưng mà bạn đâu có sao bao giờ xài Aikido được. Bạn đang học trong sân võ là bạn học cái đòn khóa, bạn chưa hoàn chỉnh được đòn khóa, bạn nghĩ tính Atami là cái chuyện đó, là cái chuyện đó nó ngoài lề rồi. Tối ngày tôi nói các bạn, tôi khuyên các bạn đừng nên nghĩ đến ATP trước, mà hãy chuyển đến né tránh. Né tránh không phải là tan căng, mà là một lệnh, một góc độ. Nhưng tôi nói hoài các bạn không thích, không đồng tình. Vì một đòn ATP là người ta mới sợ, người ta hoảng hốt. Giờ thưa các bạn, bạn chỉ cần ATP người ta hoảng hốt là ta không nắm tay bạn nữa, thì bạn làm sao bạn đánh? Đã Academy là không có người UK sẽ không bao giờ nắm tay bạn nữa. Mà không có nắm tay nữa thì làm sao bạn đánh đòn? Bị Academy đâu có chủ trương là tấn công mà đánh đòn. Thành ra các bạn đang đi tìm những cái mà các bạn không bao giờ giới tới được, không bao giờ học, mà bạn tìm làm gì? Trong khi các bạn có sân tập, có thầy dạy đàng hoàng, lên đó thắc mắc hỏi ông thầy, đánh với ông thầy coi ông thầy không giải quyết được thế nào không? Tại sao phải đi tìm tùm lum vậy? Cái trước mắt không học, đi học cái khác. Cái đó là tôi muốn nhắc nhở các bạn. Nói tóm lại, khi đánh Kotegashi, cái việc đầu tiên thứ nhất các bạn là hãy nhớ làm sao giữ lấy được cái cổ tay của địch thủ. Chụp lấy được cổ tay địch thủ là đi đâu với nó là các bạn bẻ liền ngay tức khắc. Và cách bẻ tay tôi đã trình bày trong clip, cách đúng nhất để mà gặp ba ngón tay của địch thủ lại, trở về lại cái cổ tay, không phải đi ra ngoài bẻ ra ngoài chứ gì địch thủ sẽ phản đòn. Thành ra các bạn nên chú ý cái điểm chính yếu của đòn là cái gì. Và điều này rất là quan trọng, tôi muốn nhắc nhở các bạn, cả lẫn huấn luyện viên luôn. Khi các bạn tập đòn Kotegashi, bắt đòn Kotegashi, thì tay bạn phải thủ hai tay, không phải thủ một tay. Bạn không có một tay. Tôi thường thấy có một số huấn luyện viên hiện hữu hiện tại, khi họ giả đòn, một tay còn lại họ dựng ngay cái lấy phong thái mà. Hình như bắt trước các cao thủ của trên YouTube đó. Đứng tay giữ một tay đánh một tay thôi. Làm như hay lắm. Nhưng thật sự cái đó là cái dở nhất trong Aikido. Bởi vì bạn có hai tay, tại sao bạn không dùng? Để khi có bạn có thói quen thì tay này hụt là tay kia chụp. Thành ra tôi kêu các bạn Kotegashi, đánh đồng Kotegashi cho giỏi đi. Kotegashi gạt là tay chụp, là hai tay nó đều. Tay gạt, tay chụp, tay gạt, tay chụp, tay gạt, tay chụp. Bạn làm nhanh động tác đó đi, hai tay bạn sẽ nó linh động. Tay này mất là tay kia tới liền. Cái đó là cái hay. Bạn không, bạn lên đây đen rồi bạn vô cái bàn thủ, cái bàn là đinh cái lên một tay, chỉ một tay. Rồi mình thấy thằng học sinh nó không để ý, nó chỉ nhìn cái hình tượng của mình, nó đánh có một tay. Sao đánh được đây? Nếu không ai nhìn ra là bạn làm như vậy thì là rõ ràng là bạn đã dạy cho một cái ekip một tay. Thay vì bạn để một UK đứng vậy đó, bạn chém tên tới để cho người kia né, thì tại sao không tập hợp những cái một đám trong lớp ra
một người đứng đó, người kia kia chạy lại chém chém. Người né, người chém, người né, né, giống như trong một trong hai đâu. Tại sao không làm vậy mà lại chỉ đứng một mình chém chém cho nó lùi tới lùi luôn, nó đánh nó tán loạn xà ngầu hết trơn. Chứng tỏ là phương pháp của bạn nó sai. Mà khi đã sai thì nhiều người ngoài sẽ nhìn thấy. Tôi góp ý với các bạn, như tôi góp ý với các bạn, quan trọng là các bạn có chịu sửa hay không. Có một anh chàng hỏi với tôi rằng, anh liệu anh góp ý như vậy người ta có sửa hay không. Dạ thưa các bạn, cái tích cực của bạn đã dành cho anh ta là tìm ra cái sai lầm của anh ta để nói cho anh ta biết. Còn cái sửa hay không là do cái anh ta có nghĩ rằng cái điều đó đúng hay là sai. Cái đó là do cái tư duy của anh ta. Nếu anh ta cứ kiếp cái việc đó thì một ngày nào đó một người khác sẽ nhận ra rồi nói anh ta thôi, không phải đến lượt tôi nữa. Cho nên các bạn khi học cái gì cũng phải nhớ cái ưu điểm và khuyết điểm của một cái đòn thế, một thế ném, một đòn khóa để mà học. Cái đó mà là cái giỏi. Chứ không phải là các bạn sưu tầm được nhiều clip rồi là hay. Bạn không có trải nghiệm, không có thực nghiệm thì không bao giờ thành công được. Chúc các bạn có một xem một số cái nhận định mới để mà học Aikido cho nó hoàn chỉnh. Và tôi xin nhắc lại lần cuối cùng, không cần đi đâu xa, không cần phải sưu tầm clip hay nhìn xem clip gì cả. Các bạn hãy học những gì có được và đem thực tập. Cái nào khó khăn đem ra bàn luận chính là cái câu trả lời chính xác nhất. Vì các bạn là những người hiện hữu đang đứng lớp, và chính các bạn là những người võ sinh đang trên sân tập. Tại sao không vận dụng những cái điều kiện thuận lợi đó mà để học, mà lại đi tìm những cái nó giống như là movie, nó giống như là phim ảnh. Thì phim ảnh movie nó làm cái gì mà chẳng được. Ca ngợi thần tượng, tôi không cần biết các bạn thần tượng ai. Cái vấn đề tôi nói là tôi thần tượng các bạn hay không được. Các bạn làm cho tôi thần tượng các bạn được chưa? Các bạn là đây xanh, đây nâu, đây xanh, đây thì không biết. Các bạn đánh miễn sao các bạn đánh bằng quay video clip lên mà người ai nấy khen bạn là được, là bạn giỏi rồi, là bạn thấy và tự hào, nên tự hào được. Khi nào bạn thấy một đoàn Aikido bạn đánh giỏi, bạn quay clip lên cho tôi coi, mọi người cùng coi với bạn thì sẽ biết bạn. Bạn sẽ biết bao nhiêu người đồng tình với bạn là bạn thành công rồi. Cần gì phải đi tìm mấy cái clip. Trời ơi, tôi thấy các bạn bây hiện giờ đưa ra những cái điều đó, chẳng qua là bạn đưa clip lên cái nữa là thôi, gặp cái anh xấu tính, anh tìm mồi ra, giống như mấy anh đổ thừa tôi là mồi ra. Khi tôi mồi ra được, cái mấy anh nói là tôi lúc nào cũng vậy, chắc cha nữa. Bớt đi các bạn, bớt suy nghĩ xa xôi đi, hãy hiện thực chút. Chúc các bạn thành công. Kotegashi là một đòn rất là dễ đánh và rất là dễ tập. Nó dành cho tất cả các loại người lớn, nhỏ, to, bé. Cái gì cũng có thể đánh được, cũng đánh được. Quan trọng là đúng kỹ thuật thì có thể đánh được ngay. Đây là một số chỉ dụ dẫn dụ qua video clip cho các bạn hình dung ra nó. Tuy là một cô bé rất là nhỏ tuổi, nhưng cái phương pháp dạy luyện của người huấn viên khi dạy cho cô bé rất là chính xác. Các bạn chỉ cần nhìn vào kỹ thuật của cô ta đánh, chứ không đừng nên nhìn vào cái người ok. Bị hào như đoàn Aikido, nếu các bạn nhìn kỹ thằng ok thì rõ ràng ok nó chạy theo đó. Ở đây tôi chỉ nói kỹ thuật.
chứ tôi không có nói sự giả tạo. Nên thành các bạn đừng đi tìm với những cái giả tạo. Khi nào tôi nói giả tạo là tôi sẽ nói cho các bạn rõ. Mong các bạn khi xem clip hãy nhớ cái mục tiêu của clip nói cái điều gì và chỉ xem cái đó thôi nhé. Đừng có đi xa vấn đề. Khi các bạn đi xa quá vấn đề thì cả tự mình cả cái bài tôi đi xa quá, anh đi xa quá nhé, thì các bạn sẽ dừng lại ngay. Chúc các bạn thành công.